xin tự giới thiệu, cô tên là Hoàng Thị Thùy, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5-6 tuổi An Thịnh, trường mầm non Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Do dịch bệnh virus corona diễn ra phức tạp và kéo dài, do vậy mà cô con mình đã xa nhau một khoảng thời gian khá là dài. Chắc hẳn các con rất là nhớ cô giáo và các bạn đúng không nào? Để đảm bảo thời gian các con nghỉ học ở nhà vẫn được học những kiến thức như khi học ở lớp, hôm nay cô sẽ làm một video để dạy các con học chữ cái. Qua video này, cô muốn các con phải thật chú ý lắng nghe và phát âm tốt như chữ cái mà cô đã dạy nhé. Qua video này, cô sẽ giới thiệu với chúng mình làm quen với một nhóm chữ cái mới, đó là chữ cái GI. Vậy các con đã sẵn sàng học cùng cô chưa? Các con hãy chuẩn bị những thẻ số, thẻ chữ cái của mình ra để học cùng cô nhé. Con đã lấy thẻ chữ xong chưa? À, các con cùng quan sát lên trên màn hình xem cô có hình ảnh gì đây. À, đúng rồi đấy, đây là hình ảnh hoa loa kèn. Và bên dưới hình ảnh hoa loa kèn còn có từ hoa loa kèn. Cô mời các con đọc lại cùng cô nhé. Hoa loa kèn. Đúng rồi đấy, bây giờ bạn nào cho cô và các bạn biết từ hoa loa kèn được có bao nhiêu tiếng và đó là những tiếng nào? Các con hãy cùng cô đếm nhé. 1, 2, 3, tất cả có 3 tiếng. Vậy bây giờ các con hãy cùng cô đếm xem có bao nhiêu thẻ chữ cái được ghép thành từ hoa loa kèn. Các con cùng đếm với cô nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tất cả có 9 chữ cái. Đúng rồi đấy, cô thấy các bạn lớp mình rất là giỏi. Vậy bây giờ các con hãy cùng cô lấy những thẻ chữ cái ra và ghép thành từ hoa loa kèn cùng cô nào. Đầu tiên cô sẽ ghép tiếng hoa trước. Các con cùng quan sát xem trong tiếng hoa có những chữ cái gì đây nhỉ? Hờ, o, a. Khi ghép xong tiếng hoa, chúng ta để ra một khoảng trống để ghép tiếp tiếng thứ hai, đó là tiếng loa. Gồm có chữ cái L, O, A. Và chúng ta cắt ra một khoảng để ghép tiếng kèn. K, E, N. À, vậy là chúng ta vừa ghép xong các chữ cái tạo thành chữ hoa loa kèn giống từ trong tranh của cô rồi. Đấy, bây giờ bạn nào giỏi chỉ cho cô các chữ cái, chọn cho cô những chữ cái đã học và chúng ta cất đi nhé. À, chữ gì nhỉ? Chữ O, chữ A, chữ L, chữ O, chữ A, chữ E, chữ N và chúng ta cất cả dấu huyền rồi nhé. Vậy bây giờ chúng ta cùng quan sát trên màn hình chỉ còn hai chữ cái màu đỏ. Đó là chữ cái hờ ca mà hôm nay cô sẽ dạy chúng mình đấy. Và bây giờ chúng ta hãy lần lượt làm quen với từng chữ cái nhé. Cô sẽ mời cho các con làm quen với chữ cái đầu tiên, đó là chữ hờ. Các con nghe cô phát âm nhé. Hờ, hờ, hờ. Cô mời cả lớp phát âm cùng cô nào. Hờ, hờ, hờ. À, lớp mình phát âm rất là giỏi đấy. Vậy bạn nào giỏi cho cô biết cấu tạo của chữ hờ gồm có mấy nét nhỉ? À, chữ hờ gồm có hai nét, đó là nét một nét sổ thẳng và một nét móc đấy. Chữ hờ được cấu tạo bởi hai nét, đó là một nét sổ thẳng và một nét móc. Các con nhớ chưa nào? À, một chữ hờ có rất nhiều cách viết khác nhau đấy các con ạ. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng mình làm quen với ba cách viết chữ hờ nhé. Đầu tiên, đây là chữ hờ in hoa này. Chữ hờ này chúng ta thường hay gặp khi viết ở đầu câu hoặc sau dấu chấm ấy các con ạ. Còn đây là chữ hờ in thường mà chúng ta thường thấy trong sách báo. Còn chữ hờ viết thường mà chúng ta thường thấy có trong cuốn tập tô. Và chữ hờ in thường này, viết thường này khi đến lớp 1 chúng ta sẽ được học nhé. Vừa rồi cô vừa cho các con làm quen với chữ cái hờ. Bây giờ cô mời các con đọc lại cùng cô một lần nữa nào. Hờ, hờ, hờ. Bây
giờ cô sẽ giới thiệu với chúng mình một chữ cái tiếp theo, đó là chữ K. Cả lớp nghe cô phát âm nhé. K, K, K. À, bạn nào giỏi cho cô biết cấu tạo của chữ K gồm có mấy nét nhỉ? À, chữ K có 3 nét, đó là một nét sổ thẳng, một nét xiên trái và một nét xiên phải phía dưới, tạo thành chữ K đấy. Chúng ta cùng quan sát lại nhé. Cấu tạo của chữ K gồm có 3 nét, một nét sổ thẳng, một nét xiên trái và một nét xiên phải phía dưới, tạo thành chữ K. Cả lớp đọc lại cùng cô nào. K, K. Chữ K cũng giống chữ H, có rất nhiều cách viết khác nhau các con ạ. Đây là chữ K in hoa mà chúng ta cũng thường hay gặp khi ở đầu câu hoặc khi sau dấu chấm thì chúng ta sẽ viết chữ K in hoa nhé. Còn đây là chữ K in thường. Cách viết của chữ K in thường cũng giống với chữ K in hoa nhưng nhỏ hơn các con nhé. Và đây là chữ K viết thường mà chúng ta thường thấy ở trong vở tập tô đấy. Cô mời các con hãy cùng cô đọc lại chữ K một lần nào. K. Bây giờ chúng ta vừa rồi cô vừa cho chúng mình làm quen với hai chữ cái, đó là chữ H và chữ K. Bây giờ bạn nào hãy cho cô biết chữ H và chữ K có điểm gì giống nhau nhỉ? À đúng rồi đấy, chữ H và chữ K có một điểm giống nhau, đó là đều có một nét sổ thẳng. Còn điểm khác nhau giữa hai chữ H và chữ K, chữ H thì có một nét móc, còn chữ K thì có hai nét xiên. Cô thấy lớp mình học rất là giỏi và ngoan đấy. Hôm nay cô vừa cho chúng mình làm quen với hai chữ cái, đó là chữ H và chữ K. Cô mời vào lớp đọc lại cùng cô một lần nữa nào. H, K. Cô thấy lớp mình học rất là giỏi và ngoan. Bây giờ cô sẽ thử cho chúng mình một trò chơi, chúng mình có thích không nhỉ? À, trò chơi đầu tiên đó là trò chơi hãy đoán đúng tên tôi. Cô sẽ mở ra một chữ cái bất kỳ và chúng mình hãy đọc thật to tên chữ cái đó nhé. Nào các con đã sẵn sàng chưa? Chữ gì đây các con nhỉ? À, chữ M. Chữ K. Chữ L. Chữ H. Chữ K. À, cô thấy lớp mình chơi rất là giỏi đấy. Bây giờ cô sẽ thưởng cho chúng mình thêm một trò chơi nữa nhé. Đó là trò chơi thử tài bé yêu. Trong trò chơi này, cô đã chuẩn bị sẵn một hình ảnh bông hoa hồng và bên trên có từ hoa hồng và bên dưới có từ hoa hồng nhưng còn thiếu một chữ cái nữa. Cô yêu cầu chúng mình hãy bạn một bạn nào hãy lên chọn cho cô tìm chữ cái thích hợp để ghép vào tạo thành từ hoa hồng nhé. À, cô con mình cùng chữ. À, chữ hiệu gì đây các con nhỉ? À đúng rồi, từ còn thiếu, chữ còn thiếu trong từ hoa hồng đó là chữ H đấy. Các con đọc lại cùng cô nào. H. À, tiếp theo, đây là bức tranh hình ảnh về quả khế. Bên trên cũng có từ quả khế mà cô đã ghép sẵn rồi. Và bên dưới có từ quả khế nhưng còn thiếu chữ cái. Vì vậy bạn nào hãy lên chọn cho cô chữ cái phù hợp nào. À đúng rồi đấy. Đây là chữ gì các con nhỉ? À, đó là chữ K. Cả lớp đọc lại chữ K cùng cô nào. K. Cô thấy lớp mình rất là giỏi và cô sẽ thưởng cho chúng mình thêm một trò chơi nữa, đó là trò chơi tìm quả cho cây. Trên hình ảnh cô đã chuẩn bị sẵn hai cây, một cây mang chữ cái K và một cây mang chữ cái H, và bên dưới có rất là nhiều quả mang các chữ cái khác nhau đấy. Và nhiệm vụ của chúng mình là sẽ lên tìm cho cô những quả mang chữ cái K
chuyển về cây có chữ ca và những quả mang chữ cái hờ. Chuyển về cây có chữ cái hờ. Nào cô mời các con cùng chơi nhé. À đúng rồi đấy. Quả này mang chữ cái gì nhỉ? Chữ cái hờ. Chữ cái phù hợp với cây. À, các con hãy cùng cô đếm xem cây chữ K có bao nhiêu quả chữ K mang chữ cái K nhé. Các con cùng đếm với cô nào. 1, 2, 3. Tất cả có 3 quả mang chữ K. À, cô khen tất cả các bạn. Và chúng mình hãy cùng cô đếm xem chữ cây chữ H có bao nhiêu quả mang chữ cái H nhé. 1, 2, 3, 4. Tất cả là 4 chữ cái hờ. Cô thấy lớp mình rất là giỏi. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Kính chúc các bậc phụ huynh sức khỏe, chúc các con chăm ngoan học giỏi. Và cô con mình sẽ hẹn gặp nhau ở bài học sau nhé.